Trong cuộc chiến chống COVID-19, nếu như các bác sĩ điều dưỡng là lực lượng trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân, thì đội ngũ y tế dự phòng, những cán bộ và nhân viên y tế xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lại thầm lặng hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống dịch. Hiện Hà Nội đang là một trong những điểm nóng liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Và do truy vết được nhiều các F1, F2, cho nên là những ngày này, các nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phải chạy đua với thời gian. Gần 12 giờ đêm, khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vẫn sáng đèn. Đội ngũ y tế tại đây liên tục tiếp nhận nhiều mẫu bệnh phẩm được chuyển đến. Chị ở đơn vị nào đây ạ? Em ở Trung tâm Y tế Sóc Sơn, em gửi mẫu. Vào những ngày cao điểm, CDC Hà Nội tiếp nhận khoảng gần 10.000 mẫu một ngày, trong khi mỗi ca trực chỉ có khoảng 20 người, nên các nhân viên hầu như không có giờ nghỉ. Gần như là không có ngày và đêm. Có những cái ca trực mà đến 3 rưỡi sáng, cái ca muộn nhất rồi thì vừa mới cho vào máy thì để đến khoảng tầm 5 giờ định đọc kết quả thì định ngả lưng một chút. Thì 3 rưỡi cái thì lại có một đơn vị lên mà cái mẫu đấy lại phải chạy tiếp thì lại tiếp tục luôn. Cũng rất là nhiều ca là phải làm, có nghĩa là thông đêm luôn. Do số lượng mẫu xét nghiệm nhiều, hiện CDC Hà Nội đang ưu tiên làm các mẫu khẩn có yếu tố nguy cơ mắc COVID-19 trước, sau đó là các mẫu sàng lọc để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Đây là phòng ELISA của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Sau khi lấy các mẫu xét nghiệm từ các trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn, thì các nhân viên y tế tại đây sẽ thực hiện việc tách chiết và xử lý mẫu. Dẫu biết công việc của người làm công tác xét nghiệm đòi hỏi sự nhanh chóng, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Vì vậy, mọi khâu đều phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Hiện tại, mỗi nhân viên ở đây làm việc gấp 2-3 lần, vì họ biết những tờ kết quả âm tính có thể giúp giảm lượng người trong các khu cách ly. Còn với kết quả dương tính, không được vui lắm vì là ở ngoài cộng đồng thì sẽ là rất là nhiều cái nguy cơ. Mỗi người một việc làm theo dây chuyền từ khâu lấy mẫu, vào sổ, xử lý mẫu, tách chiết, chạy máy. Làm việc với cường độ cao nhất nên dù vất vả nhưng mọi người vẫn luôn động viên nhau nỗ lực. Là ít có thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người cùng cố gắng thôi ạ. Rất là mệt, kiểu như gần như là đuối sức. Nhưng mà cũng phải cố gắng. Vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân thì cũng rất là mong muốn nỗ lực để làm sao xét nghiệm thật là nhanh. Để tìm được virus với kết quả nhanh và chính xác thì tất cả những nhân viên y tế ở đây đều đang nỗ lực hết sức. Họ là những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt trục xuất thứ hai trong năm nay. Những người nhập cảnh trái phép này thông qua một số người Việt Nam môi giới và tổ chức để vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở phía biên giới phía Bắc và sau đó theo xe khách di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích vào Việt Nam là để tìm việc làm hoặc là chờ để xuất cảnh sang làm việc tại Campuchia. Và trước nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ các nước lân cận vào nước ta là rất cao, những ngày này, tại nhiều nơi trên tuyến biên giới Tây Nam, những ánh đèn đã thắp sáng đường biên đang được mọc lên, góp phần đồng hành và tiếp sức cho các chiến sĩ bảo vệ vững chắc tuyến lửa biên cương. Mặc dù trời đã tối hẳn, tuy nhiên tổ công tác của đồn biên phòng Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vẫn cố gắng kéo nốt đoạn dây, gắn thêm chiếc bóng điện. Bởi với các anh, mỗi bóng điện được bật sáng là cán bộ chiến sĩ trên chốt bớt đi chút vất vả khi đêm về. Đến thời điểm giờ phút này thì anh em tôi là hoàn thành gần xong được công việc. Thì còn khoảng hơn một cây số nữa là sẽ có điện cho toàn tuyến biên giới để phục vụ cho công tác tuần tra. Thì cũng mong là mỗi ngọn đèn sáng lên thì cũng giúp cho anh em chúng tôi là nó đỡ vất vả trong công tác tuần tra và bảo vệ biên giới phòng chống dịch. Từ ý tưởng thắp sáng đường tuần tra biên giới của tỉnh đoàn Tây Ninh cách đây một năm, bằng sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và từ nhiều nguồn hỗ trợ, gần như toàn bộ đường tuần tra biên giới của đồn Mộc Bài đã được lắp đặt. Điều này không chỉ hỗ trợ rất lớn trong công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nói chung từ ngày mà lắp cái tuyến đường điện trên tuyến biên giới này, dân mình được lợi nhiều lắm. An ninh trật tự thì đã ổn định. Có người lạ vô là đường điện mình cũng sáng là mình cũng thấy được, là hai lần cái nữa là dân mình cũng báo đó. Ngay phía sau lưng tôi kia là nhóm thanh niên 5 người vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện khi vừa chuẩn bị băng qua đường tuần tra nhờ ánh sáng của những đèn cao áp như thế này. Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài 240 km,
trong đó có tới 170 km đường tuần tra biên giới. Vì vậy, việc thắp sáng đường tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh ở những vị trí vùng biên này thực sự đã mang lại hiệu quả hơn bao giờ hết. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cả nước đồng loạt phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Cụ thể là sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động qua loa phát thanh và đến từng nhà tuyên truyền bằng tờ rơi để người dân tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 và không tiếp tay, bao che, tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết là không xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác người xuất nhập cảnh trái phép cho bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam. Về công tác chống dịch trên thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa ra thông báo dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng đối với những người đã tiêm chủng đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Thông báo đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống dịch tại Mỹ, một trong những nơi từng là tâm dịch của thế giới. CDC Mỹ cho biết là vaccine đã cho thấy hiệu quả kháng các biến chủng của virus SARS-CoV-2 và người tiêm chủng đầy đủ thì có khả năng rất thấp để lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, hướng dẫn của CDC liệt kê ra một số địa điểm ngoại lệ mà vẫn cần phải đeo khẩu trang. Cụ thể là những người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang trên máy bay, xe khách, tàu hỏa và các phương tiện công cộng khác, hoặc là tại các cơ sở y tế, trại cải tạo, trung tâm dành cho người vô gia cư hay là những nơi được chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp yêu cầu. Ngoài ra, khuyến cáo đeo khẩu trang vẫn áp dụng với những người mới tiêm chủng một phần hoặc là chưa tiêm chủng, trong đó thì có trẻ. Uttar Pradesh là bang đông dân nhất Ấn Độ sẽ chi tới 1 tỷ đô la Mỹ để mua vaccine ngừa COVID-19. Bang này đang gấp rút đàm phán để mà sở hữu vaccine Pfizer của Mỹ và Sputnik V của Nga. Và trước đó thì giới chức của bang này cũng đàm phán để mua vaccine AstraZeneca, Johnson & Johnson và một loại vaccine tự sản xuất tại Ấn Độ. Bang Uttar Pradesh có dân số tới 240 triệu người và đang hành động nhanh chóng trong bối cảnh là thiếu vaccine đang cản trở công tác tiêm chủng ngăn dịch COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Hiện tại Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng là hơn 24 triệu ca mắc COVID-19 và trong đó thì hơn 260.000 ca đã tử vong. Trong bối cảnh các biến thể lây lan mạnh thì Ấn Độ còn phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine khiến cuộc chiến chống dịch COVID-19 càng trở nên khó khăn hơn. Một số bang ở Ấn Độ đã báo cáo tình trạng thiếu vaccine COVID-19, trong khi biến thể đột biến kép đang hoành hành trên khắp đất nước. Có những trung tâm tiêm chủng thậm chí còn hết sạch vaccine. Mặc dù là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã cạn kiệt nguồn dự trữ do nhu cầu quá lớn. Theo số liệu của chính phủ, tính đến hôm qua, cả nước mới tiêm chủng đầy đủ cho hơn 38 triệu người, tương đương khoảng 2,8% dân số. Bang Maharashtra và thủ đô New Delhi là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, cũng là nơi gặp khủng hoảng thiếu vaccine. Đã 45 ngày rồi, hôm qua tôi đến đây, nay lại đến đây, mà tôi hơn 63 tuổi rồi. Có tình nguyện viên nói rằng tôi phải đặt lịch hẹn tiêm phòng trước, có người nói không cần đâu. Tôi biết làm gì đây trong khi thời tiết nóng nực như thế này. Do thiếu vaccine, một số trung tâm tiêm chủng đã thông báo tạm ngừng tiêm cho những người từ 18 đến 44 tuổi vì họ ưu tiên những người trên 45 tuổi cần tiêm liều thứ hai. Tuy nhiên, nguồn cung vaccine cũng không đủ. Chuyên gia tư vấn COVID-19 cho chính phủ Ấn Độ cho biết hơn 2 tỷ liều vaccine COVID-19 sẽ sớm có mặt tại nước này.